Tại sao nó kịp hữu thế? Có cái hình biết kiểu nào nó cũng nghe nó cho em hiểu sao luôn, nó xếp được là được, được là em để đứng, em để đứng thì nó hơi em để đứng nè đứng em để đứng thì nó không có nghe. Chỉ có Chúa là đấng tối cao, cùng nước Chúa an thần trong linh hồn.
Chúa đường lối ngài. Lạy Chúa, đường nẻo ngài, xin dạy cho con biết lối đi của ngài. Xin chỉ bảo con, xin dẫn con đi theo đường chân lý của ngài và bao ban dạy dỗ, vì chính ngài là Thiên Chúa cứu độ con. Chung ở ba cái đoạn đó là nói đến triều đại sắp đến ở trong.
sai đến DDV và loan báo cho dân thành DDV. Và nếu mà không ăn năn sám hối thì mấy ngày nữa cái thành này sẽ bị tiêu diệt. Chúng ta biết là cái thành DDV là một cái thành phố rất là đông đúc, một cái giống như là thủ đô của cái vương quốc DDV mà ông Do Na là người Do Thái, cho nên là ông không ưa dân ngoại, ông không có muốn người dân ngoại, ông muốn là cái thành nó bị tiêu diệt, cho nên là cái thành phố đó rất là rộng, đi 3 ngày mới hết ngang qua cái thành đó. Nhưng mà ông đi một ngày, xong rồi ông ra ngoài thành ông đợi để xem chúng có phạt cái thành này. Rồi nhưng mà được cái là cái dân thành đi về nó lại nghe lời Chúa, nó cố gắng để mà ăn năn sám hối. Khi ông vua trong thành đó cũng đã ra lệnh cho tất cả mọi người, từ quan đến dân, ngay cả súc vật đều phải ăn năn sám hối, phát cho lên đầu, không được ăn uống, để mà trả tất cả những cái cử chỉ để mà tỏ lòng thật sám hối. Và chính vì vậy sau này thì Chúa đã không phạt cái thành đó, và ông Chúa đã rất là phục mình cái chuyện đó. Còn cái bài thứ hai, Thánh Phaolô cũng mời gọi chúng ta sắp tới cái thời kỳ đã mãn, tại vì cái thời gian đó nhiều người họ vẫn tin là Đức Thiên Chúa đã đến gần, nhất là cái những cái Thessalonica. Nhưng mà chúng ta đọc cái thư đó thì chúng ta thấy người ta tin vào ngày Thánh Chung đã gần về. Thánh Phaolô khuyên ta mình sống sẽ xứng đáng. Chúa Giêsu ngày hôm nay, Chúa Giêsu cũng mời gọi tất cả những người nghe này là thời kỳ đã mãn và Đức Thiên Chúa đã đến gần. Thực ra chúng ta cũng không biết chính xác là cái ngày nào, cái ngày nó đến, chỉ có Chúa mới biết. Chúng ta thấy trong lịch sử có những cái xuất hiện những cái người này người kia, họ loan báo về cái ngày tận thế, ví dụ năm 2000 hoặc là 2012, tại có những cái mốc thời gian và có những cái loan báo này bảo vệ cái đó. Và nhiều khi người ta không thấy những cái chuyện đó xảy ra, và nhiều người thì họ nghĩ là ôi cái chuyện đấy làm gì mà có, ở đâu cái tận thế, không biết. Chúng ta không ai biết được cái ngày đó, cái ngày đó có thể xảy ra cho chúng ta bất kỳ lúc nào. Cái đây mấy hôm thì con cũng mới làm lễ 28 hôm qua, đến 28 chín mấy tuổi, 91 tuổi. Và cái thời gian này rất là nhiều người bị cái dịch bệnh họ cũng đã qua đời, chúng ta không biết chúng ta như thế nào, nhưng mà chúng ta cũng cầu xin cho sự bình an cho chúng ta. Còn nó xảy đến cho ai chúng ta không biết, cho nên là chúng ta
nội dung sứ điệp Kitô giáo là một tin mừng, một sứ điệp khơi dậy niềm vui, ý thức thân phận tội lỗi, quyết tâm làm lại cuộc đời theo gương Đức Kitô và trở thành chứng nhân nước trời. Chúng ta cùng dâng lời cầu xin. Bộ mặt thế gian này đang qua đi, chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các phần tử của Hội Thánh khi cùng nhau chia sẻ số phận trần thế của thế giới luôn trở nên như men trong bột và linh hồn sống động của một thế giới được đổi mới trong Chúa Kitô. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúa đưa người tội lỗi vào chính lộ. Chúng ta tha thiết cầu xin Chúa lấy lòng nhân từ mà ban ơn trợ giúp dẫn đưa những người lầm đường lạc lối quay về cùng Chúa. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Hãy theo ta, ta sẽ làm cho các ngươi trở thành những kẻ trài lớn người. Chúng ta sốt sắng cầu xin Chúa cho các thanh niên nam nữ biết quảng đạo đáp lại tiếng Chúa gọi, trở nên chứng nhân tin mừng và lòng từ bi Chúa cho mọi người. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa, xin nhớ đến chúng con theo lượng từ bi của Chúa. Chúng ta khiêm cung cầu xin Chúa cho mọi người trong giáo xứ chúng ta biết đối xử khoan dung với nhau khi khấn lòng cầu thương xót của Chúa. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời Chúa. Lạy Chúa, xin vui nhận những ước nguyện chúng con thành phần tiên dân. Chúa đã sai con Chúa đến đem tin mừng cứu rỗi cho những ai buồn sầu vì số phận phải chết. Xin Chúa mở lòng chúng con biết lắng nghe lời Chúa, chấp nhận tình yêu và làm lại cuộc đời cho gương Đức Kitô, làm chứng nhân cho Chúa giữa trần gian. Chúng con cầu xin là Đức Kitô, Chúa.
Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì thương xót nhân loại lỗi lầm, người đã chấp nhận sinh ra bởi Đức Chính Đấng, đã chịu khổ hình thập giá để cứu chúng con khỏi chết muôn đời. Và từ mọi chết sống lại, người đã ban cho chúng con được hưởng phúc trường sinh. Vì thế, cùng với các thiên thần và tổng lãnh thiên thần, các vệ thần và quả thần, cùng toàn thể đạo binh thiên quốc, chúng con không ngừng hát bài ca chúc tôn vinh quang Chúa đàn. Cùng một thế thức ngay sau bữa ăn tôi, người cầm lấy chén, cũng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy.
xin đoán luôn ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiện tri muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Yeah.
Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã đồng ban cho chúng con mình và máu Thánh Đức Kitô con một Chúa là nguồn bài sư sống dồi dào. Xin cho chúng con được luôn luôn hoan hỷ vì ân huệ Chúa ban. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Con mời các bạn cùng ngồi chút xíu. Con xin thông báo thứ năm tuần này chúng ta không có lễ, nhưng mà chúng ta có đọc kinh văn bôi của toàn toàn thân binh này để cầu cho các bảo vệ sự sống. Thì có đọc kinh văn bôi chung với cả giáo xứ, thì nếu mà kêu bài chị em nào chúng ta có thể đến được để đọc kinh chung để cầu nguyện, thì xin mời cầu toàn vào lúc 8 giờ tối thứ năm. Rồi đã có một số cái envelope và nếu bài chị em mà đăng ký đóng góp giáo sư thì trong cái phòng của tôi thư ký, nếu mà ai đăng ký cái đó thì chúng ta rồi chúng ta lấy. Rồi cái thông báo nữa là về những cái lưu ý khi chúng ta đi lễ, tại vì cái mùa này là mùa dịch bệnh cho nên là chúng ta cũng có những cái quy định chung để mọi người chúng ta giúp cho nhau được an toàn. Thì ở đây giáo sư lưu ý chúng ta nếu ai đi ôm thì xin vui lòng không phải vui lòng đeo khẩu trang che kín cả mũi và miệng, vui lòng khử trùng tay trước khi vào chỗ ngồi, xin đừng kéo ghế để ngồi gần nhau dù là thành viên của gia đình, vui lòng không tụ tập bên trong nhà thờ trước hoặc là sau thánh lễ, vui lòng không ôm bắt tay hoặc là đưa tay, xin đừng tháo khẩu trang để chụp ảnh hoặc nói khi ở trong nhà thờ, vui lòng lúc lễ theo hình thức nhận mình có Thánh Chúa mình thánh chúa trên tay. Xin chỉ vào nhà thờ khi tất cả mọi người từ thánh lễ trước đã ra hết. Để đó là những cái quy định để chúng ta giúp nhau. Thì cũng có sẽ có những anh sẽ giúp cho chúng ta để mà giữ trật tự đó. Thì xin giúp cộng đồng chúng ta tuân theo cái quy định này để giữ cho nhau và sự bình an. Và trong cái mùa này thì có thấy cũng còn nhiều vấn đề phức tạp về dịch bệnh. Có một số người đã được chích vaccine rồi. Lớn tuổi 65 tuổi trở lên được tiêm vaccine rồi, những người trẻ thì chưa biết thế nào, chúng ta cũng cầu lên cho nhau nhé. Và sư chúng ta, cho giáo sư chúng ta, hôm nay tôi thấy đi lễ cũng có đau, nhưng vẫn còn rất là nhiều cái trong đằng sau chúng ta có thể mời mọi người đến mọi người. Cảm ơn tất cả các bạn chị em. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là cha và con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Lễ xong chúc anh chị em đi bình an. Cảm ơn Chúa. Chúa chúng con,
cho chúng con. Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho các anh còn được bên chỗ nghỉ ngơi. Hằng sáng thấy mọi đức Chúa trời sáng lạ.